hòa chung không khí ngày tựu trường năm học mới 2022-2023, Ủy ban Nhân dân thị trấn Núi Sập tổ chức lễ ra quân ngày toàn dân đưa trẻ đến trường. Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường năm học 2022-2023 diễn ra trong không khí nô nức của các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các em học sinh phấn khởi bước vào ngày tựu trường, vui chào đón năm học mới. Theo ghi nhận của phóng viên, tại các trường học trên địa bàn thị trấn Núi Sập, hoạt động chào đón các em được thực hiện khá chu đáo, sắp xếp tựu trường theo từng khối, các biện pháp phòng dịch COVID-19 cũng được thực hiện nghiêm túc. Theo đó, các ban ngành đoàn thể cùng với giáo viên tiến hành diễu hành qua các tuyến đường chính của thị trấn nhằm tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân, toàn xã về ý nghĩa ngày toàn dân đưa trẻ em đến trường, đồng thời đảm bảo 100% trẻ em 5 tuổi vào mẫu giáo, 6 tuổi vào lớp 1 và hạn chế tối đa số trẻ bỏ học trên địa bàn xã trong năm học 2022-2023 và trong những năm tiếp theo.